Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với chị này thường ngày hôm nay. Thì lại là những cái nguồn thông tin liên quan tới em Angola Phương Trinh của mình nha mọi người. Thì qua những cái bài phát ngôn mà điên cuồng mà để bảo vệ cho Ma Tăng, đó là sư phụ thần trưởng của mình, thì Angola Phương Trinh đã lên viết những cái bài và đăng những cái bài rất là gọi là rất là ngông cuồng. Thì báo chí cũng đã lên bài rồi thưa cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay báo Vietnamnet đã chia sẻ cái bài về Angola Phương Trinh như thế nào. Thì mời cô chú anh chị nghe để em chia sẻ cái bài báo này rồi mình đi vào phân tích về cái con người mà của con nữ nghệ sĩ hết thời Angola Phương Trinh này mọi người. Mình đọc nó là con Angola nha. Thì Vietnamnet có chia sẻ một cái bài như thế này mọi người. Angola Phương Trinh phát ngôn ngông cuồng nên xử phạt nghiêm. Đó, đây là báo chính thống của Vietnamnet mọi người. Angola, mình đọc nó là Angola mọi người. Angola Phương Trinh phát ngôn ngông cuồng nên sự cần xử lý nghiêm. Những năm gần đây, diễn viên Angola Phương Trinh không còn đóng góp gì cho nghệ thuật. Thay vào đó là những phát ngôn gây sốc hoặc lan truyền tin sai sự thật đó. Thì diễn viên đã hết thời rồi thì không có đóng góp gì cho nghệ thuật, cho xã hội hết, chú chị, và chỉ đi tuyên truyền những cái thông tin sai lệch sự thật và bảo vệ cho cái ông gọi là sư phụ của mình luôn kề dai sát cánh với sư phụ của mình, bảo vệ sư phụ của mình là thằng thích cúng dường đó cô chú anh chị. Rồi, thời gian gần đây diễn viên Angola Phương Trinh đã gây tranh cãi dữ dội vì hàng loạt phát ngôn liên quan tới vụ việc của ông Thích Minh Tuệ đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu khổ hạnh đầu đà. Nhiều năm phát ngôn gây sốc, thông tin sai sự thật, các nội dung được đăng tải dưới hình thức bài viết và video với giọng điệu gay gắt, ngôn từ nặng nề mang mục đích quy chụp hạ thấp uy tín của một số cá nhân tổ chức. Điều đáng nói, con Angola Phương Trinh liên tục gọi những quan điểm trái ngược là truyền thông bẩn, những người có quan điểm hành vi trái ngược là giặc, cho rằng họ đang phá hoại lật đổ Phật giáo. Trong một bài viết, Angola Phương Trinh còn xúc phạm tôn giáo khác. Mỗi nội dung được đăng tải thu hút hàng nghìn lượt tương tác, phần lớn là dùng mạng thể hiện cảm xúc phẫn nộ từng bài viết, video. Lượng bình luận ít do Angola Phương Trinh hạn chế tương tác. Nghe không cô chú vậy? Có những cái bài đăng là gọi là mang tính xuyên tạc, sai sự thật, nhằm là bôi nhọ, nó nói về tôn giáo này, tôn giáo kia. Thì đại khái gần đây là Angola Phương Trinh có đăng cái bài như thế này: mời quý vị share nhận định bộ phim Nồi Cơm Điện, diễn viên Minh Tuệ, Lê Anh Tú và đám đông, kịch bản các thế lực tàn phá Việt Nam, đạo diễn đạo diễn kim marketing, truyền thông bản, tức nghĩa là đạo diễn và PR luôn á, là gọi là truyền thông bản như cô chú vậy. Lưu ý, phim này nhằm giải trí nhưng gây hoang mang dư luận, khiến người dân hiểu sai sự thật về Phật giáo, chống phá Phật giáo, gây hỗn loạn xã hội và thực hiện diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ mang sắc màu tôn giáo là có thật. Cái bài của Angola Phương Trinh đó mọi người. Nhiều khi im lặng là vàng, nhiều khi phải nói rõ ràng đúng sai. Giặc luôn khuyên ta đừng phản ứng với truyền thông bẩn, ta mà nghe theo đạo Phật là sụp đổ. Phật pháp tồn tại dựa trên lời nói chân chính, chánh ngữ. Nếu mỗi người không góp sức lên tiếng bảo vệ thì Phật pháp sẽ sụp đổ ngay. Còn ai ăn cần khuyên ta im lặng thì nên block tài khoản đó luôn. Nói ai mà vô nói về Angola Phương Trinh khuyên Angola Phương Trinh thì block luôn nha mọi người. Quá nhiều bằng chứng, nhiều hồ sơ hé lộ, một màn kịch, một âm mưu khóa hoại đạo, một bài viết gây tranh cãi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Angola Phương Trinh. Đó, đây là một cái bài viết mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Angola Phương Trinh nha mọi người. Đó, thì tiếp tục, Angola Phương Trinh còn đăng các câu chuyện về lực nhân quả gây tranh cãi. Tháng 8 năm 2021, cô đã đăng câu chuyện nhân quả của bé chân nhái về một cặp trẻ song sinh có đôi chân khuyết tật bẩm sinh do bố mẹ hành nghề bắt nhái, kèm hình ảnh không xác định của một cô bé khuyết tật.
Một lần khác, Angela Phương Trinh chia sẻ về chủ đề nhân quả của việc sát sinh, kèm hình một chú trâu khóc khi biết sắp bị xẻ thịt, bị chê cười vì nhầm ảnh của loài bò. Ngoài ra, Angela Phương Trinh còn thường xuyên lan truyền kiến thức sai lệch hoặc không có cơ sở khoa học. Trong một bài viết, cô hướng dẫn người ta dùng mạng chữa ung thư bằng cách nói chuyện với khối u và niệm Phật. Tháng 10 năm 2021, Angela Phương Trinh bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về chữa trị COVID-19 bằng dung đất. Thì những cái bài mà Angela Phương Trinh chia sẻ về cách trị bệnh này và nhân quả này, nhân quả kia từ đâu ra mọi người? Từ thầy Quang của Phương Trinh ra, đúng không chứ chị? Trừ thầy Thích Chân Quang của cô nàng. Đó, thì thầy Quang đã chia sẻ cách chữa trị ung thư mài xương, uống dung đất còn trừ COVID. Và những cái bài mà cực kỳ gọi là kiếp này kiếp sau. Đó, thì đây ở đâu ra? Thì Angola là ai? Là đệ tử ruột của thầy Quang, đúng không mọi người? Đó. Điều đáng nói, chỉ sau một ngày sau đó, cô tiếp tục chia sẻ bài viết có tiêu đề ung thư đầu mặt nhỏ dần nhờ dùng địa long tươi và lại Phật sám hối, khẳng định câu chuyện hình ảnh người thật việc thật về một người phụ nữ khỏi bệnh ung thư mặt sau 4 tháng nhờ nuốt dung và sám hối. Đó. Nếu mà ăn dung đất mà ngồi sám hối chữa bệnh ung thư thì y học Việt Nam và y học của thế giới thì người ta không còn tồn tại được đâu cô chú anh chị. Mình nói thật như vậy. Nếu mà bệnh ung thư mà ăn dung đất mà ngồi sám hối với Phật, đó, mà chữa hết bệnh thì không bao giờ y học còn tồn tại được trên thế giới này, đúng cô chú anh chị? Vì y học là được khoa học người ta chứng minh, người ta điều trị bằng thuốc, đó, có cơ sở khoa học rõ ràng, chứ không phải là ngồi sám hối bệnh mà cứ ngồi niệm Phật sám hối như thế này mà hết bệnh, và ăn dung đất mà hết bệnh thì thôi bó tay. Vậy mà cũng có một số hàng ngàn Phật tử ngồi vỗ tay tung hô, đúng cô chú anh chị? Đó, tiếp tục. Angela Phương Trinh có oan. Loạt phát ngôn nói trên được đăng tải trên fanpage Angela Phương Trinh có 2,2 triệu người theo dõi cùng dấu tích xanh xác nhận là chính chủ tài khoản Angela Phương Trinh. Có 9.024 người theo dõi. Hai tài khoản đều hoạt động đến nay. Ngoài các nội dung gây tranh cãi còn duy trì việc cập nhật hình ảnh của Angela Phương Trinh, quảng bá cơ sở kinh doanh, các khóa tu Phật giáo, quảng cáo sản phẩm, nhãn hàng. Điều này cho thấy các kênh này được vận hành chuyên nghiệp bởi nữ diễn viên và ekip. Theo quan sát năm 2023, Angela Phương Trinh đã thỏa vẫn hoạt động. Tuy thỉnh thoảng vẫn hoạt động một số người nổi tiếng, cô xuất hiện tại các sự kiện, chụp bộ ảnh, trả lời phỏng vấn, báo chí. Từ đầu năm 2024 đến nay, Angela Phương Trinh hầu như chỉ tập trung vào kinh doanh và sinh hoạt tôn giáo. Đó. Thì cô nàng này sinh hoạt tôn giáo ở đâu thưa cô chú anh chị? Thì ở chùa gọi là Phật Quang đó mọi người, là chùa của thầy Quang đó. Thì luôn cô luôn chia sẻ những bài giảng của thầy Thích Chân Quang của mình. À, thầy rồi chia sẻ những cái bài của thầy Quang và lên tiếng ủng hộ thầy Quang. Nó bảo vệ một cách bất chấp mù quáng và chia sẻ những bài sai sự thật và có nhầm cái tính chất gọi là sai lệch như thế này. Thì đang là một cái tình trạng rất là trầm trọng, thì cô nàng này sẽ được xử lý rồi cô chú anh chị. Đây là một cái tin vui cho mọi người. Và đặc biệt cô này có những cái lời lẽ mà chỉ trích Sư Minh Tuệ và thóa mạ Sư Minh Tuệ rất là nặng nề thưa cô chú anh chị. Đó, thì ngày hôm nay em cũng muốn chia sẻ cho cô chú anh chị nghe. Đây là cái bài báo đó, rất là rõ về cô nàng này. Thì liệu cô nàng này sẽ ra sao sau khi nhận cái bài báo này lên thưa mọi người. Đó, cô chú anh chị đừng quên nhấn like và nhấn chia sẻ video để cho video nó lan tỏa hơn nghe mọi người. Rồi, em sẽ cập nhật tiếp cái tình hình về sư thầy Thích Minh Tuệ cũng như liên quan tới cô nàng diễn viên hết thời này cho cô chú anh chị xem. Đó, để cô chú anh chị biết hơn, hiểu rõ hơn. Cô chú anh chị hãy bấm đăng ký và bật cái chuông để nhận thông báo và những video sớm nhất nha mọi người. Rồi ok, một lần nữa thì cho em chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị vào video sau nha. Bye bye tất cả mọi người. Hi, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với chuyện đời thường ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay tiếp tục trên tay em chào bán một cái sản phẩm cực kỳ hiệu quả cho cô chú anh chị sử dụng. Mọi người trung niên, lớn tuổi thường đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp đồ. Mọi người hãy dùng thử chai này nha mọi người. Đây là nước cốt nhào ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp cực kỳ hay nha mọi người. Là nhào nguyên chất, đó, nhào nguyên chất được ủ với đường phèn để lên men để lấy ra một cái dung dịch như thế này. Đó. Thì đây là cái sản phẩm nhà làm. Thì nước cốt nhào ủ đường này cô chú anh chị đã sử dụng và đã hiểu rất là rõ về công dụng rồi đúng không? Đó, cô chú anh chị nào chưa sử dụng thì hãy
mua một lần để trải nghiệm như cô chú anh chị. 300 ngàn bao ship toàn quốc là chai 1 lít như cô chú anh chị. Chai như thế này là 1 lít. Nước cốt nhào, ủ đường, đó tức nghĩa là khi trái nhào chín, người ta lấy, người ta ủ với đường phèn trong vòng 3 tháng và lược hột và lấy cái nước này. Và đặc biệt đây là nhào rin nguyên chất 100%, rất tốt cho sức khỏe như cô chú anh chị. Đặc biệt công dụng của trái nhào là trị đau nhức thì cô chú anh chị khỏi bàn rồi. Cô chú anh chị muốn tìm hiểu thêm, cô chú anh chị cứ lên Google search công dụng của trái nhào là quý vị sẽ biết liền. Đây là chuyên trị đau lưng nhức mỏi, đau thần kinh tọa, đau nhức xương khớp cực kỳ hay, cực kỳ hiệu quả. Một chai như thế này là 300 ngàn bao ship toàn quốc như cô chú anh chị. Và đặc biệt kèm theo với cái đó thì có một cái chai cao so bóp trị bông gân, nó tê bì chân tay, đau nhức chỗ nào quý vị xịt chỗ đó vào. Đây là chai thuốc xịt nha mọi người, nó gỡ nắp ra và quý vị xịt. Quý vị gỡ nắp ra và quý vị xịt bóp sẹt sẹt lên ngay chỗ dùng đau và so so bóp bóp là bao của chú anh chị nha mọi người. Xịt một ngày 3 đến 4 lần. Đó, đây là nó có công dụng ở đây, hướng dẫn sử dụng ở đây. Mọi người hãy sử dụng đi rồi mọi người sẽ biết nha mọi người. Đó, 135.000 bao ship toàn quốc luôn. Còn cô chú anh chị nào muốn uống cái chai này thì uống, cái chai này không được uống nha mọi người, chai này chỉ xịt thôi. Đó, mọi người muốn tốt nữa thì mọi người mua một cặp, một liệu trình một cặp của nó. Đó là mọi người sẽ sử dụng, mọi người sẽ biết. Nước cốt nhào thì 300 ngàn một chai, còn cao so bóp là 135 ngàn. Đó, đây là nhà làm đó nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, cô chú anh chị cứ liên hệ với em. Đó, số điện thoại nằm trên góc trái màn hình nghe mọi người. Ok, thì một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị. Mọi người yêu mến sản phẩm nào mọi người cứ liên hệ với em. Ok mọi người.